chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Từ sản xuất đến tiêu dùng của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, sản xuất thực phẩm theo chuỗi liên kết truy xuất được nguồn gốc, chúng ta đã nghe nói nhiều. Thế nhưng, để thực hiện, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất cần đáp ứng điều kiện gì và lợi ích mang lại như thế nào? Sản xuất hiện nay không chỉ quan tâm tới sản phẩm cuối cùng mà phải quản lý cả quá trình để kiểm soát tất cả các yếu tố đầu vào, các khâu trung gian, lưu thông, phân phối, v.v. Đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nền kinh tế, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, duy trì nòi giống, bảo vệ môi trường, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Từ năm 2014, tỉnh Đồng Nai bắt đầu thực hiện chuỗi kiểm soát thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Sản phẩm được chọn kiểm soát theo chuỗi đều là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình như trứng, thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, rau xanh, nấm các loại, v.v. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đều có thể tham gia chuỗi. Cơ quan quản lý nhà nước là đi xuống kiểm tra thực tế cơ sở, đánh giá các cái điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở. Nếu giả sử mà nhà xưởng hoặc thiết bị hay là cái quy trình vận hành mà chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục. Khi nào đánh giá mà được theo các cái tiêu chuẩn theo cái thông tư 45 mà đạt thì phải là loại A đó, cho B cũng chưa được. Thì A tức là tất cả các cái điều kiện cơ bản đáp ứng được. Thế như vậy mới đưa vào để đánh giá. Cuối cùng là trong cái quá trình như vậy vận hành như vậy là phải lấy mẫu thường xuyên. Gần như một cơ sở thì chúng tôi lấy khoảng 3 lần mẫu, 3 đợt. Và tại các công đoạn, từ công đoạn sản xuất đến công đoạn sơ chế và ngay tại cái địa điểm kinh doanh thì phân tích cả cái chỉ tiêu về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nếu tất cả các cái đó điều kiện đã đạt như vậy là sau đó thì chúng ta là tổ chức đánh giá và công nhận cái doanh nghiệp đó với cái sản phẩm đó là đã tham gia vào chuỗi an toàn được kiểm soát, và chúng ta sẽ cấp cái logo cái điểm sản phẩm an toàn cho doanh nghiệp. Hiện nay trên thị trường, sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, HACCP và sản phẩm không an toàn chưa được phân biệt rõ ràng, người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn. Cái nơi mà người ta tiếp nhận cái hàng sản phẩm, người ta yêu cầu cái sản phẩm đó phải được kiểm soát. Như vậy là nhu cầu của người tiêu dùng, nhu cầu của người bán hàng, họ cần cái nhà sản xuất là tham gia chuỗi. Đấy, thì đó là một cái điều rất là mừng. Thứ hai là các doanh nghiệp nói như chúng ta cũng đã nhận thức được là các doanh nghiệp bây giờ thấy rằng là nếu không tham gia vào chuỗi liên kết thì sản phẩm của mình bán là lúc được lúc không ổn định, rồi giá cả thì cũng bấp bênh, rồi giờ có cái tình trạng là được mua mất giá là chỗ đó, bởi vì nó không có cái liên kết. Cái chuỗi này thì ngoài cái quá trình kiểm soát thì bản thân nó là cái chuỗi liên kết giá trị được các bên giữa nhà cung ứng và nhà sản xuất, nhà tiêu thụ là có hợp đồng kinh doanh với nhau, tạo ra một cái mối liên kết ổn định rồi. Nên cộng thêm cái quản lý nhà nước kiểm soát an toàn thực phẩm vào cái chuỗi đó để khẳng định rằng cái sản phẩm đó là an toàn, thế như vậy hiệu quả rất là cao. Người ta có thể mất một số tiền kinh phí về cái lấy mẫu, phân tích mẫu hay là thời gian để tập huấn, nhưng bản thân sau khi sản phẩm được kiểm soát thì có một thương hiệu rất là lớn trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng. Như vậy là cái thị trường mở rộng ra, sản lượng tăng lên thì rõ ràng là lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với những người mà không tham gia chuỗi. Mặt khác, sản xuất theo chuỗi sẽ thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời nhận diện được sản phẩm đã được kiểm soát an toàn với sản phẩm chưa được kiểm soát. Từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, hạ giá thành do giảm bớt khâu trung gian, nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, người kinh doanh và cả người tiêu dùng. Nhận thấy lợi ích của việc sản xuất theo chuỗi liên kết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và cơ sở tham gia. Chúng tôi xin giới thiệu hai đơn vị tham gia chuỗi, đó là công ty Hương Vĩnh Cửu và Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh. Những ngày cuối năm 2018, một siêu thị mini thực phẩm sạch khai trương hoạt động tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Sự kiện này đối với người dân thành phố là hết sức bình thường, nhưng với một vùng nông thôn như Vĩnh Cửu, quả thật đáng quan tâm. Siêu thị thực phẩm sạch Hương Food nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và khép kín từ trang trại đến bàn ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Vĩnh Cửu.
Đây là một trong những đơn vị tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh, có sự hỗ trợ về chuyên môn, giám sát chất lượng từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và chính quyền địa phương. Vĩnh Cửu là cái huyện nông nghiệp, một số cái sản phẩm nông nghiệp thì hiện nay thì xây dựng cái chuỗi để tiêu thụ sản phẩm chưa có, như các cái loại gia súc, gia cầm, rồi các cái loại rau quả thì nên có những cái cửa hàng như vậy để tiêu thụ các sản phẩm của nông dân. Và quá trình triển khai thực hiện sản xuất thì mình có quản lý, rồi quản lý được cái chất lượng để đưa vào những cái cửa hàng như vậy thì nó đảm bảo được cái tính an toàn cho người sử dụng, nhà nước quản lý được thuận lợi. Và cái thứ hai nữa là quá trình xây dựng cái chuỗi này nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất, giảm cái chi phí trung gian trong cái quá trình lưu thông phân phối, thì cái người tiêu dùng thụ hưởng được cái giá nó rẻ và nó đảm bảo được cái an toàn cho cái người sử dụng. Mặt hàng chủ lực của siêu thị là thịt heo, sản phẩm chế biến từ thịt heo và thịt vịt tươi sống do công ty Hương Vĩnh Cửu trực tiếp chăn nuôi và giết mổ. Đây là một trong số ít đơn vị có chuỗi khép kín từ trang trại gia súc gia cầm, quản lý hoạt động giết mổ và cửa hàng kinh doanh sản phẩm. Muốn làm ra cái này là mình truy xuất được cái nguồn gốc thịt heo và lại tạo thành một cái feed farm food, tức là mình từ sản xuất con giống tới bàn ăn để làm sao mình kiểm soát được cái nguồn thực phẩm của mình nó sạch hoàn toàn tuyệt đối. Thứ nhất là khi mình làm được cái khâu trang trại, mình biết được con giống của mình từ đâu, ăn những thức ăn gì và mình sử dụng cái cám gì, mình chích những mũi vaccine nào và cái ngày nào là ngày mình đến tuổi mình bán, nó vừa trọng lượng vừa đủ tuổi. Chứ còn mình không thể nào, ví dụ như mình không kiểm soát được, giống như là mình đi mua của người dân thì mình không kiểm soát được. Còn mua các công ty, nhưng các công ty không trực tiếp làm mà các công ty đưa lại cho nhân viên làm, nhiều khi có những lúc mình còn sơ hở. Còn đây như mình là mình kiểm soát được hết. Theo tôi nghĩ thì nếu xu hướng sắp tới, từ từ người dân sẽ loại bỏ tất cả những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và tất cả những trang trại hay là những công ty lớn muốn trụ vững ở cái nghề thực phẩm này thì đều phải xếp vào cái quy trình khép kín, đều phải xây dựng một chuỗi của riêng mình thì mình mới kiểm soát được. Chứ còn bây giờ nếu nguồn thực phẩm ở ngoài thì dĩ nhiên ai cũng nói mình là tốt, nhưng mà biết thế nào được, rất khó. Chỉ có mình nhìn thấy nó, mình cầm tay nó, mình nhìn thấy nó thực tế, mình biết được đâu nó như thế nào. Với chuỗi giá trị sản xuất khép kín, feed from food, tức là từ trang trại tới bàn ăn, doanh nghiệp sẽ chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh, dễ dàng truy xuất được nguồn gốc. Còn với các cơ sở doanh nghiệp không đủ điều kiện sản xuất khép kín, vẫn có thể liên kết được với nhau. Trong cái liên kết, thì nó có liên kết nhiều vấn đề, có thể là liên kết từ cái giai đoạn sản xuất cho đến bàn ăn, mà trong liên kết thì cũng có thể là liên kết từng công đoạn, nhưng mà miễn làm sao mỗi một công đoạn như liên kết đấy thì chúng ta có một sự thắt chặt với nhau giữa cái doanh nghiệp, giữa cái người chăn nuôi, rồi giữa cái lò giết mổ, thì có như vậy thì nó sẽ xây dựng được một cái chuỗi nó trọn vẹn, và chúng ta sẽ truy xuất được cái nguồn gốc. Nó sai, nó bị nhiễm, nó không đúng, bị nhiễm các loại vi sinh vật ở cái giai đoạn nào thì chúng ta cũng sẽ phát hiện, rồi chúng ta cũng sẽ là có cái cách xử lý để mà đảm bảo khi mà có một cái chuỗi sản xuất khép kín như thế này rồi đưa sản phẩm ra thị trường thì cái sản phẩm đó là phải đảm bảo về chất lượng, về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai nhằm tăng giá trị nông sản, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, liên kết chuỗi sản xuất nông sản thực phẩm, vấn đề này đã được nói đến khá nhiều, nhưng để hiện thực hóa và thành công không phải dễ. Ngay sau khi khai trương vào đầu năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh tại xã Lộc An, huyện Long Thành lại tiếp tục xây dựng nhà xưởng để đầu năm Kỷ Hợi đưa vào sản xuất thêm 22 nhà trồng nấm rơm trong nhà kính, nâng tổng số nhà nấm lên gần 40 nhà, diện tích mỗi nhà từ 50 đến 70 m2. Đây là mô hình liên kết giữa những người tâm huyết làm nông nghiệp xanh và sạch với nhau. Kỹ thuật nó về khâu xử lý nguyên liệu, cách chăm sóc các thứ là nó giảm tối đa chi phí. Khâu chăm sóc ví dụ như là thường như là cái chăm sóc thì chăm sóc rất là đơn giản.
lên nhà trồng, xong rồi xả tơ và mở cửa thông gió là tới ngày thu hái nấm thôi. Không phải xử lý nhiệt độ đồ ẩm gì nữa. Nhưng mà cái về năng suất thì sao? So với năng suất là cao cao hơn khoảng gấp đôi. Thế là tôi biết cái ban lãnh đạo đây là những người có tâm, rất là có tâm với cái công việc này. Tôi có biết là anh em ở đây đã bỏ ra khoảng gần một năm để mà nghiên cứu cái nấm và rau mầm này, và khi đó là không có lương, không có tiền, chịu đựng được đến lúc tháng thứ 8 hay gì đó đấy thì tôi biết đấy là có cái báo hiệu thành công và họ rất là mừng vì đã thành công. Cho nên là cái quyết tâm của họ thế này mà để được đến cái kết quả bây giờ thì tôi cũng rất là mừng. Tất nhiên đấy, nó chặng đường còn dài, nhưng mà thế này mình thấy nó một cái hợp tác xã tiến thế này là rất là nhanh. Và tôi biết là anh em làm kỹ thuật ở đây cương quyết không dùng bất cứ thứ thuốc gì. Và tôi cũng đã có lần xem hàng và đưa cái hàng này cho siêu thị. Thì tôi thấy là người ta cũng có lời khuyên ấy, nên dùng một cái thuốc gì cho cái rễ của cái rau mầm chẳng hạn cho nó xanh ấy. Thì các anh ở đây các anh không đồng ý. Các anh nói là chỉ dùng không có thuốc. Bất kể vì lý do gì cũng không cho bất cứ thứ thuốc gì vào cái rau mầm cũng như là rau nấm. Và tôi thấy một cái sự quyết tâm như vậy là tôi thấy hơi đặc biệt. Tức là người ta không tính đến lợi nhuận trước, mà người ta tính đến cái chất lượng để phục vụ cho khách hàng, cho sức khỏe của con người. Thì tôi cho là một nơi mà tôi thấy cũng hiếm có. Kiên trì vượt khó và đặc biệt là nói không với thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất bảo quản. Sau 2 năm mày mò thử nghiệm, đến nay, nấm rơm và rau mầm của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh phân phối ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng Nhật, v.v. Sản phẩm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Hợp tác xã muốn tồn tại được là đòi hỏi về cái sự kiên trì, rồi nhẫn nại. Thứ hai nữa là vốn. Chúng ta phải đáp ứng được cái vốn thì chúng ta mới có được động lực và có được sự kiên trì. Cái vốn này thì chúng ta bằng cách là chúng ta kêu gọi hợp tác, rồi chúng ta đi đúng đường, đúng hướng, rồi tập hợp mà những người có đam mê, những người có những cái phát triển về nền kinh tế, về nông nghiệp này thật sự đam mê thì chúng ta sẽ là thành công được. Chúng ta tham gia cái chuỗi liên kết của Chi cục Quản lý Chất lượng tỉnh. Khi mà được tham gia vào chuỗi này rồi thì sản phẩm chúng ta là được trải qua rất là nhiều cái khâu kiểm định, khâu kiểm nghiệm và xác nhận là cái nguyên liệu và cái nước, rồi môi trường, rồi nguyên liệu của mình và sản phẩm của mình đạt theo đúng tiêu chuẩn của quy trình kỹ thuật nữa. Thành ra là chúng ta sẽ an toàn khi là chúng ta đảm bảo được cái chất lượng đó thì thị trường chúng ta sẽ đứng vững. Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã cũng đã từng liên kết nhưng không thành công. Nhưng với Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh, các thành viên liên kết vì một mục tiêu chung, đó là sản xuất sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng thì mới bền vững. Nhìn Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh hiện nay thì vấn đề vốn, vấn đề về kỹ thuật và đặc biệt là cái sơ chế, các điều kiện để sơ chế và cái đầu ra phải mang tính cách là cái tầm rộng hơn. Và khi mà có cái đầu ra, có các cái hợp đồng ký kết rồi thì yêu cầu các cái hợp tác xã, các cái đơn vị kinh tế tập thể chúng ta là phải cung cấp thường xuyên. Thì muốn làm như vậy thì phải mở rộng, phải liên kết với nhiều, phải có nhiều xã viên, rồi cái quy mô phải được nâng lên thì mới có thể đủ cung cấp cho các hợp đồng lâu dài. Thì vừa mang tính cách là sẽ làm mang tính cách chiến lược là hợp đồng tiêu thụ lâu dài, một mặt là sẽ nâng cao cái quy mô và nâng cao thêm cái lợi nhuận cho hợp tác xã. Và chúng tôi thấy là những hợp tác xã mà mang tính cách bền vững như hiện nay, trong lúc những lúc khó khăn ban đầu thì cái sự liên kết với các cái doanh nghiệp, với các cái nông dân sản xuất giỏi, có điều kiện, có vốn, có kỹ thuật thì đây là một điều kiện rất là tốt để giúp cho các hợp tác xã này bền vững. Không có điều kiện về nhân lực, về nguồn vốn như những doanh nghiệp lớn. Thế nhưng nếu biết tính toán và sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm bằng cái tâm của mình thì những cơ sở nhỏ, hợp tác xã vẫn có lối đi riêng cho mình. Vâng, câu chuyện liên kết vượt khó của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh tại huyện Long Thành đang truyền năng lượng tích cực cho những ai muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch. Phát triển một cách lâu dài và bền vững cũng đã khép lại chương trình Từ sản xuất đến tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.